Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan triển lãm sinh vật cảnh ở Sơn Tây được tổ chức ngay trong khu thành cổ của Sơn Tây. Cây xanh đây là khu vực trưng bày những cây cảnh có kích thước lớn. Đơn này. Đây cũng là một cây đơn. Đơn này là đơn ta này. Cũng của chủ nhân là Chu Đoài. Đơn này. Cây này đẹp. Gốc đẹp. Kia đơn nữa này. Những cây đơn ở đây cùng của một chủ nhân là Chu Đoài. Đơn à. Cây này cũng của chủ nhân là Chu Đoài. Đơn. Xanh này. Tiếp tục với những cây cảnh có kích thước lớn nữa các bác nhé. Cái xanh này là xanh dáng là cũng đẹp. Xanh bám đá. Xanh trực hoành. Bộ rễ của này rất là khỏe. Và cái xanh này là xanh Nam Điền.
bông tán của cây này cũng mịn. Xanh này. Xanh nữa này. Bộ ba này đẹp. Đây cũng là một cây xanh lam điền này. Cây này cũng là lùn cây. Cái này bông tán quá mịn luôn. Rất đẹp. Tổng thể tác phẩm này đẹp. Xanh này. Khu vực này chủ yếu là xanh. Những tác phẩm xanh cũng rất là đẹp. Cây xanh này. Cây xanh hai thân, xanh lam điền, bông tán mịn. Tổng thể tác phẩm cũng đẹp. Xanh này. Ua. Xanh này. Xanh bám đá. Cái này mới làm lại răng.
Xanh này. Dễ, cái dây này rất là khỏe. Xanh. Đây là cái đơn. Rồi.